Xin chào các bồ đến với Teret Culinary World, nơi chúng tôi sẽ đào sâu vào khẩu phần ưa thích của anh Teret mà bạn có thể không bao giờ tưởng tượng. Tôi là người dẫn chương trình hôm nay và chúng ta sẽ cùng nhau khám phá thế giới ẩm thực đầy bí ẩn của nhà bếp hùng vĩ của khủng long Teret. Bạn đã bao giờ tự hỏi rằng những chú khủng long này thường ăn gì để duy trì vóc dáng hùng vĩ của mình chưa? Hay liệu chúng có thể đánh bại chúng ta trong một cuộc đua chạy sprinter với Teret? Hôm nay, chúng ta sẽ tìm ra câu trả lời với những thông tin hết sức thú vị và đôi chút hài hước. Câu hỏi 1. Khủng long Teret nấu ăn và ăn gì? Khủng long Teret, với vẻ ngoài hùng vĩ, có lẽ khiến nhiều người tưởng đến những con thú hung dữ nhưng có vẻ bất cần đến khẩu phần. Tuy nhiên, thực tế lại khiến chúng ta phải ngạc nhiên. Theo nghiên cứu chi tiết, món ăn ưa thích của Teret chủ yếu là thực phẩm giàu protein và nhiều dầu mỡ. Chúng thích thưởng thức thịt các loại động vật lớn, chẳng hạn như Hadrosaurus, Ceratopsians và thậm chí là những con khủng long khác. Điều đặc biệt là chúng có thể ăn cả xương, một chiêu thức ẩm thực mà thậm chí cả nhà hàng hiện đại cũng phải ngưỡng mộ. Và giờ đây, hãy tưởng tượng một bữa tiệc đầy những chiếc răng sắc nhọn, nơi mà Teret tự tin thưởng thức món nước hầm xương và thịt Hadrosaurus sông khói kèm súp Ceratopsians của mình, một sự kết hợp tinh tế giữa thực phẩm dinh dưỡng và độ mạo hiểm. Câu hỏi 2. Người và cuộc đua chạy nhanh như ma đuổi từ khủng long Teret. Liệu chúng ta có thể chạy nhanh hơn Teret hay không? Điều này khiến nhiều người tò mò. Và dữ liệu trí tuệ nhân tạo cung cấp một cái nhìn mới mẻ và hài hước về câu hỏi này. Tính toán từ dữ liệu về cấu trúc xương và cơ bắp của Teret, chúng tôi có thể kết luận rằng tốc độ chạy của chúng chỉ đứng ở mức nhanh như ma đuổi mà thôi, chỉ đủ để khiến cho chúng ta cảm thấy hơi mệt bở hơi tai, chứ không bắt kịp chúng ta đâu mà lo. Còn nếu bạn đang tưởng tượng một cuộc đua giữa chúng ta và Teret, hãy thử tưởng tượng rằng chúng ta đang cố gắng chạy trốn khỏi một con ma vào đêm không ánh sao. Đó là cơ hội để tập thể dục và giữ dáng, đồng thời thở phào nhẹ nhõm sau khi về đến nhà. Vậy là, chúng ta đã khám phá về khẩu phần ăn và khả năng thể thao của Teret không chỉ đưa chúng ta quay lại thời kỳ Creta mà còn mở ra nhiều câu hỏi thú vị và dí dỏm. Chắc chắn, một bữa tiệc xương nước hầm khủng long và một cuộc đua nhanh như ma với Teret sẽ là những trải nghiệm khó quên. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong chuyến phiêu lưu hôm nay. Đừng quên like và subscribe để không bỏ lỡ những thông tin hấp dẫn tiếp theo về thế giới huyền bí của khủng long. Hẹn gặp lại các bạn ở những cuộc phiêu lưu sắp tới.